cậu bé bỏ than vào trong ống tre, dùng lực nghiền nát nó, lấy một con dao nhỏ, một đầu, thêm một chút muối ăn, phân rơi và lưu huỳnh, trộn đều lên. Cuối cùng, thêm một ít nước tiểu. Sau khi trộn xong thì nhét vào ống tre. Vậy là một chiếc tên lửa cỡ nhỏ đã được hoàn thành. Cậu bé vác chiếc tên lửa đến tham gia thi đấu. Cuộc thi có rất nhiều người. Những người đã phóng được tên lửa thành công thì vui vẻ nhảy múa. Còn ai thất bại thì sẽ bị ném xuống sông. Người đạt giải nhất có thể giành được 10 triệu kíp tiền mặt. Cậu bé bảo bố phóng tên lửa của mình. Nhưng bà nội lại nói, đừng có hòng, mày là đồ sao chổi, sẽ đem cái chết và đau khổ đến cho tất cả mọi người. Mọi người rất khó hiểu, một cậu bé đáng yêu như vậy, tại sao lại là sao chổi? Hóa ra, khi vừa mới chào đời, cậu bé còn có một người em sinh đôi. Ở Việt Nam, sinh đôi tượng trưng cho sự hạnh phúc, nhưng ở Lào, nó được coi là sự diệt vong. Em trai vừa ra đời đã chết yểu. Để ngăn chặn vận rủi, bà nội muốn chôn hết cả hai anh em. Người mẹ cầu xin bà nội, bảo bà hãy tha cho cậu bé và đừng nói với người cha. Như vậy, cậu mới may mắn sống sót. Hôm đó, trong thôn nhận được thông báo, quốc gia muốn xây dựng một con đập lớn ở đây, người dân bắt buộc phải chuyển lên núi sống. Người cha muốn chuyển đi một cách thật nhanh gọn, nhưng cậu bé lại muốn đem theo chiếc thuyền yêu thích của mình. Người mẹ thấy cậu bé không nỡ để nó lại, nên cũng muốn mang cả chiếc thuyền đi. Nhưng con thuyền nặng như vậy, vác lên đỉnh núi đâu có dễ dàng. Không còn cách nào, người cha đành kiếm một con trâu kéo. Con trâu ở đằng trước kéo, cả nhà ở phía sau đẩy. Đường đi vô cùng dốc và gập ghềnh, mọi người phải cố hết sức mới có thể đẩy được nó lên. Cậu bé và mẹ đều nở nụ cười. Thế nhưng đột nhiên, sợi dây thừng của chiếc thuyền bị đứt. Người mẹ bị tông mạnh, cậu bé sững sờ. Khi cậu đi đến bên mẹ, bà đã tắt thở. Người cha và bà nội vô cùng đau lòng. Bà nội lại lần nữa đổ tội cho cậu. Mày là đồ sao chổi, mày là một trong hai đứa trẻ sinh đôi đen đủi, mày phải chết từ lâu rồi. Cậu bé đau lòng chạy đi, ôm lấy quả xoài mà mẹ để lại. Cậu đi khắp nơi tìm kiếm chỗ có thể trồng được nó. Đây là lời hứa giữa cậu và mẹ, đó là phải trồng xoài ở nhà mới. Hôm đó, cậu đi vào trong rừng, thấy trên cây có một cô bé đang thả hoa xuống. Cậu vội vàng chạy đến bắt lấy. Hai đứa trẻ vừa gặp mà đã như quen từ lâu, chơi đùa rất vui vẻ. Cô bé nhặt lấy quả khô, ném về phía cậu bé. Cậu bé đánh trúng, cô bé lại nhặt tiếp một quả. Nhưng lần này, một người đàn ông bắt lấy, sau đó kéo cô bé ra sau một cái cây lớn, ném mạnh quả khô. Ông ấy từng là một người lính, sau chiến tranh, nơi đây vẫn còn rất nhiều lựu đạn. Những người địa phương gọi chúng là những con hổ ngủ say, bởi vì chỉ cần một chút vô ý sẽ khiến nó tỉnh dậy và phát nổ. Sau khi mẹ mất, chuyện cậu bé là sao chổi lan truyền khắp ngôi làng. Cả nhà bị người ta bài xích, bọn họ lại phải chuyển nhà lần nữa. Dưới sự chỉ dẫn của ông ấy, bọn họ đi đến ngôi làng đổ nát này. Vốn tưởng đã có nơi dừng chân, nhưng trưởng thôn lại nói với họ, không được ở đây, đất khô cằn quanh năm, lương thực thiếu hụt, bọn họ sẽ không chia đất cho người ngoài. Hai ngày nữa, trong thôn sẽ tổ chức cuộc thi tên lửa, phóng tên lửa lên trời để cầu mưa. Các người có thể tạm ở đây 2 ngày, sau khi cuộc thi kết thúc thì bắt buộc phải rời đi. Người đàn ông ở bên cạnh đùa giỡn, dùng phân rơi là có thể làm được tên lửa rồi. Mọi người không thèm để ý đến ông ta. Cậu bé lại nói, con muốn làm một chiếc tên lửa. Nếu như chúng ta thắng thì có thể dùng tiền để mua nhiều đất, xoài cũng có chỗ để trồng. Nhưng bà nội lại không hề quan tâm. Trong mắt bà, cậu bé mãi mãi là sao chổi, chỉ đem lại đau khổ cho người khác. Cậu bé không phục, quyết định tự mình chế tạo một tên lửa. Cậu chạy vào trong thành phố, lén học người ta cách làm tên lửa. Thuốc nổ, hộp đựng, đuôi, ngòi nổ. Cậu bé rất thông minh, vừa nhìn là đã học theo. Bọn họ lại đi đến chỗ khác, cô bé nhảy múa. Những người đang làm tên lửa đều mải mê xem, còn cậu bé tranh thủ ăn trộm ngòi nổ. Thấy cậu bé đã xong việc, cô bé cũng nhanh chóng rời đi. Tiếp đó, cậu chặt một cây tre để làm hộp đựng, chỉ còn thiếu thuốc nổ thôi. Cậu bé nghĩ đến những con hổ đang ngủ say kia, liền chạy vào rừng, tìm thấy một quả lựu đạn được chôn dưới đất. Cậu lấy cây gậy muốn đào nó lên, rồi dùng dây thừng cố gắng mở nó ra. Còn lấy cả đá ném xuống, nhưng nó vẫn không hề lay chuyển. Cậu bé chỉ đành từ bỏ. Kết quả, cậu vừa đi ra khỏi bìa rừng, một tiếng động lớn vang lên đằng sau, cậu bé bị làn khói bụi bao trùm. Nhìn lại hiện trường vụ nổ, cậu vô cùng sợ hãi, những con quạ bị kinh động bay đầy trời đã thu hút sự chú ý của cậu bé. Phân quạ, cậu đột nhiên nhớ lại lời của người đàn ông, cậu xách theo gáo nước, hất vào người đàn ông đang ngủ say. Sau đó lấy rượu và thức ăn, nói với ông ấy, làm thế nào để dùng phân rơi chế tạo tên lửa. Ông ấy là một cựu chiến binh, ông nói với cậu bé, thêm lưu huỳnh và than gỗ vào phân rơi, tên lửa sẽ có thể bay lên. Nhưng nếu muốn chiến thắng cuộc thi, tên lửa không chỉ cần bay cao mà còn phải đẹp. Nếu như thêm muối ăn và bột đồng vào trong nguyên liệu, khi tên lửa nổ, sa tanh sẽ khiến cho nó có màu vàng, đồng sẽ khiến nó có màu xanh, đến lúc đó bầu trời sẽ ngập tràn màu sắc. Cậu bé đi tìm phân rơi, làm theo hướng dẫn của người đàn ông, thêm lưu huỳnh, than gỗ, chế tạo được một chiếc tên lửa nhỏ. Cậu bắt đầu thử nghiệm, cái thứ nhất chỉ bốc khói, cái thứ hai lập tức phát nổ,
cậu điều chỉnh tỷ lệ, tiếp tục thử nghiệm. Cuối cùng, sau khi thêm nước tiểu, cậu đã thành công. Cậu vác theo tên lửa tới nơi thi đấu. Cậu thấy những tên lửa đang bay trên bầu trời, có cái bay lên thành công, có cái lại nổ ngay tại chỗ. Người cha chuẩn bị tham gia thi đấu cũng sợ hãi, nhưng vì cuộc sống nên chỉ đành liều mạng. Bà nội còn đặt tên cho tên lửa là may mắn. Kết quả, trên đài phóng, người cha quá căng thẳng nên buông tay sớm. Tên lửa biến thành quả mìn, bà nội rất tức giận. Người tiếp theo chính là quán quân năm ngoái. Mọi người đều rất ngạc nhiên, bọn họ chưa từng thấy một chiếc tên lửa nào lớn như vậy. Họ châm ngòi nổ, độ giật mạnh làm rung chuyển cả tháp phóng. Tên lửa lập tức bay lên trời cao. Không cần phải thi nữa, quán quân chính là anh ta rồi. Thế nhưng lúc này, cậu bé vác theo tên lửa vượt qua dòng người. Cô bé nhìn thấy cậu bé liền cười rất tươi. Cậu bé muốn lên bệ phóng để phóng tên lửa, nhưng bị người dẫn chương trình ngăn cản. Họ nói cậu ấy quá nhỏ, không được phép phóng. Cậu bé tìm đến cha, cầu xin ông hãy giúp mình phóng tên lửa. Thấy cha không đồng ý, cậu lại cầu xin người dân. Nhưng bà nội lại nói với tất cả mọi người, cậu bé là sao chổi, sẽ đem lại cái chết và đau khổ cho tất cả mọi người. Cậu bé rưng rưng nước mắt, thất vọng chạy đi. Lúc tên lửa sắp bị gỡ xuống, người cha cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, quyết định giúp con trai phóng tên lửa. Ông lại leo lên bệ phóng, châm ngòi nổ, tia lửa bắn ra, những làn khói trắng bao phủ lấy ông. Cậu bé lo lắng cho sự an toàn của cha nên cũng leo lên bệ phóng, liên tục xin lỗi cha. Lần này, người cha không hề buông tay sớm. Mãi đến khi khói phụt ra mịt mù, ông mới để tên lửa bay đi. Mọi người nhìn lên bầu trời, vô cùng kinh ngạc. Họ không ngờ tên lửa do một cậu bé làm ra lại có thể bay cao như vậy. Nhưng chiếc tên lửa này không chỉ bay cao, từng tiếng rầm rầm trên bầu trời vọng xuống. Tên lửa còn nổ pháo hoa trên bầu trời. Được cho thêm muối và bột đồng, nó như pháo hoa, khiến bầu trời ngập tràn ánh sáng. Khoảnh khắc này thật sự quá đẹp. Hai cha con mỉm cười nhìn nhau. Sau đó, nhiệt độ tăng cao do vụ nổ cũng khiến bầu trời đổ mưa. Từng hạt mưa rơi xuống, người dân liên tục hoan hô, tận hưởng niềm vui do cơn mưa đem tới. Cha bế cậu bé lên cao. Lúc này, ông vô cùng tự hào. Trưởng thôn đưa tiền thưởng cho họ và hứa rằng cậu bé có thể ở lại đây, muốn trồng gì thì trồng. Cậu bé đưa tiền thưởng cho cha, nhưng bị bà nội lập tức cướp lấy. Cô bạn lấy ra quả xoài đã nảy mầm. Ý nguyện của mẹ cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Cậu bé không còn là sao chổi trong mắt mọi người nữa, mà trở thành người may mắn được mọi người tung hô. Thật ra, trong cuộc sống, sự nỗ lực không ngừng nghỉ mới tạo ra cơ hội tốt mà thôi. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like và đăng ký cho kênh của chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại!